Tiếp tục chương trình với chuyên mục đi tìm thực phẩm sạch. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn câu chuyện về một người nông dân, người dân tộc Trăm ở tỉnh Ninh Thuận. Nhờ thay đổi cách thức sản xuất, đầu tư vào xây dựng, phát triển chuỗi nông sản sạch mà gia đình anh và nhiều người dân địa phương đã thoát khỏi nghèo và ngày càng khấm khá. Hàng chục năm nay, ba sở đất này được anh Sắn Luân Phiên trồng hành, tỏi, ớt, thu nhập chẳng đáng nên anh không thể thoát nghèo. Năm 2010, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân Ninh Thuận, anh trồng thử nghiệm cây măng tây xanh. Với giá bán trung bình 70.000 đồng một kg mang loại 1, gia đình có thu nhập từ 250 đến 300.000 đồng một ngày. Tôi trồng cây măng tây nè thì bà con cười nói sao là cây dương liễu mà tôi đi trồng là bà con không biết thì bà con cười thì cái sau này tôi trồng cái cây này thì tôi thu nhập lại cao từ cái chỗ đó thì nên bà con mới biết là cái cây này là cây măng tây thu nhập và rất là hiệu quả. Nhận thấy đây là cây trồng có thể làm giàu, anh Sắn đã quyết định nhân rộng mô hình. Hiện xào măng tây xanh cho thu hoạch ổn định, năng suất đạt từ 10 đến 15 kg măng tươi một ngày. Trừ đi chi phí, anh lãi từ 500 đến 700 nghìn đồng một ngày cây măng tây này thì nói chung ra thì mình chịu khó là cái khâu chăm sóc này phân bón là mình biết à, à, nhìn chăm sóc với lại phân thuốc cho nó đầy đủ thì cái cây này là nó cho rất là cao thấy mô hình trồng măng tây sạch của gia đình anh sắn mang lại hiệu quả kinh tế cao nhiều nông dân trong vùng đã đến học hỏi kinh nghiệm các hộ khác trồng măng tây hiệu quả nên mình đi học hỏi sau mình trồng thử nghiệm trên diện tích là ba sào. đây thời điểm này là đang thu thấy kinh tế rất là cao rất rõ rệt thì dụ gấp bốn lần so với cây trồng khác. anh Hứa Văn Sáng của thôn Đống Tú cũng là trước đây là một hộ nghèo khó khăn đặc biệt khó khăn nhưng mà sau khi từ có cái dự án hỗ trợ cho anh về cái cây măng tây xanh thì đến nay cơ bản là anh Sáng đang nhân rộng cái mô hình này và đang có chiều hướng phát triển thành từ một hộ nghèo lên thành một hộ khá của tại địa phương. nhờ trồng cây măng tây xanh, vợ chồng anh sắn đã có thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo. Quan trọng hơn, mô hình trồng măng tây sạch này đang được anh cùng nhiều nông dân ở xã An Hải nhân rộng để nguồn thực phẩm sạch đến với người dân ngày càng phong phú.